các anh em ở trên Nimo TV và các anh em đang xem lại trên YouTube. Nói thật với tất cả các anh em mà như thế này, trong cái hành trình 6 năm tôi từng live stream game kéo dài từ năm 2016 đến giờ, thì có lẽ những cái tựa game mà để lại cho tôi những cái ký ức, để lại cho tôi những cái trải nghiệm nó mà tôi cảm giác là đáng nhớ nhất thì nó không nhiều. Cái số lượng game mà tôi chơi thì gần đây nhất là anh em có xem ở trên group gia đình Dũng CT trực tiếp game, có mà anh em tội đéo biểu hiểu là anh em đấy như là cũng nhàn cư bất thiện hay sao ấy, thống kê cả số lượng tôi game tôi đã từng chơi thì nó cũng lên đến gần 1000 game rồi. Tuy nhiên thì cái số lượng game đấy như tôi đã nói đấy, để lại cái cảm xúc gọi là sâu lắng có lẽ nó chỉ đến với đầu ngón tay thôi, và một trong mấy con game như vậy đó chính là Red Dead Redemption 2. Tôi từng chơi con game này cách đây 4 năm, khoảng 2018. Thời điểm bấy giờ thì phải nói thật với tất cả các anh em là game nó chưa có Việt hóa và chơi hoàn toàn tiếng Anh, thành ra là tất nhiên là mình cũng có thể hiểu được phần gọi là cốt truyện của nó, nhưng mà rất nhiều những cái thứ có thể là chúng ta vẫn chưa được trải nghiệm một cách nó toàn diện, một cách nó dễ hiểu nhất có thể. Thế thì gần đây thì có một cái nhóm Việt hóa có tên là The Red Team, cảm ơn anh em tuyệt vời. Nhóm Việt hóa có tên The Red Team, một trong những nhóm Việt hóa mà tôi đánh giá là hiện tại đang có cái sự đam mê, có cái sự nhiệt huyết nhất nhì trong số những cái nhóm Việt hóa game hiện tại tại Việt Nam. Các bạn ấy đã Việt hóa rất là nhiều con game mà thậm chí là còn không mở donate các thứ ABC. Đó, thế thì các bạn ấy cũng đã tung ra cái phiên bản Việt hóa cho con Red Dead Redemption 2, một cái phiên bản Việt hóa mà tôi đánh giá là nó Việt hóa không phải là theo kiểu Google Translate, không phải là Việt hóa theo kiểu gọi là word by word, mà Việt hóa ngon nghe, chuẩn chỉ để chúng ta có thể hiểu rõ được cốt truyện hơn. Và đương nhiên rồi, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm để xem là một trong những tựa game được đánh giá là hay nhất trong lịch sử video game từ xưa đến giờ nó được Việt hóa thì nó sẽ như thế nào. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ đồng cảm hơn với những vật game, và chúng ta sẽ feel hơn khi chúng ta xem tôi chơi tựa game này. Nó giống như kiểu là anh em xem cái bộ phim vậy. Ok, rồi, phiên bản tôi đang chơi là phiên bản ở trên Steam. Nói thật với anh em luôn là tốn tiền vãi cả đái luôn. Nếu mà tôi không giàu ấy, nếu mà trong tài khoản tôi không có khoảng tầm 300 tỷ thì có lẽ tôi sẽ không điên như vậy đâu. Tôi đã mua con game này thời ngày xưa trên PS4 và bây giờ tôi lại mua con này trên PC. Rất tốn tiền, rất tốn tiền nhá. Bảo thôi. Thuốc đâu? Yêu hiểu đi. Vừa mới vào đã thuốc đâu, có chết tôi không có chứ lại. Chán. Ba trăm tỷ quảng cáo Monster Energy, đúng rồi anh em. Trong cái tài sản 300 tỷ của tôi thì 299.9 tỷ là đến từ hợp đồng tôi quảng cáo cho Monster Energy, còn lại là số tiền donate của anh em. Vua mọi nghề mà anh em. Ây à, vào những năm 1899, thời điểm chiến tranh giữa luật pháp và các tay súng viễn Tây dần đến hồi kết. Ôi, Việt hóa phải thế này chứ. Được đấy. Hoa Kỳ dần trở thành một vùng đất của pháp luật. Phông chữ luôn nhá, chứ không phải là phụ đề nhá. Các vùng đất miền viễn Tây hầu hết bị luật pháp chiếm đóng. Theo như tôi biết là cái phiên bản Việt hóa này không chỉ là Việt hóa theo kiểu là Việt hóa cái phụ đề đâu anh em, mà rất nhiều những cái chi tiết, dụ như bảng hiệu này, rồi những cái hình vẽ ở trên tường, những cái dòng text ở trên tường trong con game cũng đã được Việt hóa mẹ luôn. Một số băng đảng vẫn hoạt động nhưng họ bị luật pháp càn quét và tiêu diệt. Cũng chính là cái băng nhóm mà của mình đấy đúng không? Việt hóa bởi The Red Team. Cho nên là đó là một trong lý do tại sao mà tôi muốn chúng ta có sự trải nghiệm lại con Red Dead Redemption 2 này, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cốt truyện game. Có thể trước đây tôi từng chơi mà hồi đấy tôi phiên dịch thì nói thật anh em là cái vốn tiếng Anh của tôi từ cái việc là giờ bắt quán phở tiếp khách Tây thì nó không thể nào nó sâu xa được. Cho nên là nhiều khi có thể tôi bỏ qua gì đấy, hoặc là có thể tôi sai cái gì đấy. Thì lần này hy vọng nó sẽ ngon nghẻ hơn. Đấy anh em thấy không? Việt hóa cả giám đốc nghệ thuật các thứ luôn.
kém gì xem phim trên Netflix nhau đâu. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Nhóm băng cướp của chúng ta đây, Đức anh em nhé, Đức là người đang nói. Không có chỗ dừng chân, chúng ta chết chắc. Để tôi cho nó sáng lên một chút nhá. Any luck? I found a place where we can get some shelter. Nhân vật chính của chúng ta đây. You know. A thơ của chúng ta đấy. Kiểu tối ưu hóa VFX. Nói thật là tôi cũng chơi nhiều con game Việt hóa rồi, nhưng mà những con game Việt hóa theo kiểu gọi là full như này là hiếm hoi đấy. Cảm ơn anh em 10 tỷ, cảm ơn anh em 10 tỷ nhá. Thuộc cả lời anh Sở Chim luôn, kinh như thế hả? Ấy, chương 1 núi tuyết côn tơ. Xôi hồi chơi game Việt hóa vậy này. Các anh em The Red Team làm tốt quá. Đoạn này là băng cướp của chúng ta thực hiện cái vụ cướp nhưng mà thất bại. Thế là có người thì chết, có người bị thương. Sau đấy thì người đứng đầu của băng nhóm là Đức Dutch, hay còn tôi gọi tên tiếng Việt cho dễ là Đức, dẫn băng nhóm tới đây tạm thời trú ẩn. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Xinh phết nhỉ. Mr. Pearson, Đức anh em ạ, Đức. Anh em xem bị giật lag gì không? Đà vây chết rồi. Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Chết, đặt nó 2 đồng tiền ra mắt luôn. And you were gonna get yourself warm. Tạm thời trú ẩn ở đây. John and Mike are scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. Yes. Just for a short bit. And I don't see what. Bật phần tên người nói hiện lên phụ đề đi. Ui, anh em, ta xem phim anh em có bao giờ thấy người ta hiện tên người nói không? Now we've had a bad couple of days. Chúng ta đã trải qua những ngày thực sự tồi tệ. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Chúng ta mất đi một vài người anh em. If I could throw myself in the ground in their stead. Con này là tôi đã đẩy đồ họa đến mức cao nhất rồi anh em nhé. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Giờ sẽ đi ra ngoài tìm lương thực cho cả nhóm. Lạnh. Thực ra bây giờ đang bị truy tìm bởi bọn hội gọi là thám tử Pinkerton đúng không? Ray chasing đâu? Đang ray chasing đấy anh em. Anh em không thấy coi như là ánh đèn sáng coi như là loáng tọc tọc toàng ra đây à? Ray chơi sinh đấy. Tất cả mọi người tự tìm cách giữ ấm. Stay strong. Stay with me. Hỏi thật tất cả các anh em viewer ở đây, có anh em nào sống ở bên Mỹ mà sống ở cái bang Texas không? Cho tôi hỏi là mùa đông có lạnh này thật à? Tôi xem khá là nhiều những cái bộ phim kiểu cái đề tài gọi là cowboy miền viễn Tây thời kỳ ngày xưa, thì tôi đều thấy là cái mùa đông đấy nó lạnh vãi đái luôn ý. Có anh em mà sống ở Texas cho tôi hỏi, nó lạnh này không? Cảm giác có lạnh như là của Bắc Cực nhỉ? Cảm ơn anh em Lâm, hôm nay qua sinh nhật em. Cảm ơn anh em đăng đen áo. Anh em Lâm hôm qua vẫn có sinh nhật nhưng mà rất là buồn, không có chuyện buồn gì khổ. Hôm nay biết vui chưa? Ok đây, tôi bật giọng người nói lên nhá. Có anh em lại bảo là không có giọng người nói, không biết là ai nói. Đây, tôi xem hiển thị xem nào. Phụ đề tem kèm tên nhân vật đây. Ok, bật nhá. Vì Texas là xứ sa mạc nên ban ngày nóng còn tối sẽ lạnh thấu xương.
Cảm ơn Dương Anh. Nói chung là không biết anh em như nào, nhưng mà mỗi lần tôi xem mấy cái bộ phim về đề tài cao bồi là tôi lại kiểu là cảm thấy nó, cái xã hội Mỹ cái thời kỳ đấy nó nói nào, dùng cái từ gì cho đúng nhỉ, nó hỗn loạn nhỉ, trả pháp luật đéo. Nói chung là bối cảnh trong con Red Dead Redemption 2 là lúc bấy giờ là bắt đầu nước Mỹ là bắt đầu là có một chút luật pháp rồi, không còn là cái thời kỳ nó gọi là thời kỳ nó quá là hỗn loạn như xưa nữa, các băng cướp rồi là cao bồi cao biết là bắn nhau giết người cứ như quái. Thời kỳ này là bắt đầu là các băng cướp là gặp phải sự kháng cự rất là lớn của lực lượng thám tử Pinkerton rồi. Đấy, anh em thấy không? Mẹ chơi Việt hóa như này nha. Ngày xưa tôi thật với anh em luôn là tôi chơi cái phiên bản tiếng Anh ngày xưa ấy, những cái lúc bình thường thì chỉ dịch được cái câu chính thôi, còn nhân vật đi với nhau mình có biết nói cái đéo với nhau đâu, làm sao mà vừa vậy chơi vừa nghe được. Bây giờ xem thoải mái luôn. Cảm ơn anh em Hải. Giờ vừa chơi vừa biết nó nói gì với nhau. Cảm ơn anh em Tâm Xe Tơ. Nói chung là bây giờ là băng cướp của Đức bây giờ đang cố gắng để không còn ai phải chết nữa. Cố gắng đi tìm xem là xung quanh đây có nhà ở hay là có thức ăn nước uống gì không mang về chăm sóc người còn lại. Không có thì băng cướp thì oẳng. Cảm ơn anh em John Lê. À, cảm ơn anh em Mr. T và thầy anh em John Lê. Chỉnh donate đi anh. Donate che hết cả sắp. À thế à? Donate che cả sắp à? Ok. Đây, tôi tắt donate đi. Đâu nhỉ? Rồi. Cho donate sang bên này nhá. Rồi. Ôi, cảm ơn anh em John Lê. À đấy, tôi để donate sang bên kia rồi. Để donate sang gọn bên này cũng được. Không phải tắt đâu anh em ạ. Dạ phải tắt. Tắt lấy đồ tiền nhỉ. Tiếng to lên à? Đây, tôi cho tiếng to lên tí. You up ahead. Who's there? Nói thật với anh em, tôi chơi cách đây 4 năm đến bây giờ tôi cũng chả nhớ cái gì về con game này đâu. Tôi thật. Cảm ơn trai Jim. Tìm thấy gì không? Tìm thấy một căn nhà nhỏ phía dưới kia. Ok. Cái thằng này nhìn mặt nó cứ đều đều nào nhở? Tôi nhìn cái mặt cái thằng Mika nó cứ đều đều nhở? Theo kinh nghiệm chơi game của tôi là mấy cái thằng mặt đều đều này dễ là mấy nhân vật phản diện lắm. Thầy. Mặt nó cứ phải có cái nét phúc hậu kiểu giống mặt tôi ý thì mới là nhân vật tốt được. Còn mấy cái thằng tôi nhìn mặt gian lắm. Rồi anh em xem, thằng này thế nào cũng là phản diện. Tôi mắt nhìn người lắm. Nếu anh em chưa biết thì John chính là nhân vật chính của con Red Dead Redemption 1. Cái thời điểm này, cái thời điểm của con Red Dead Redemption 2 này thì nó lấy cái thời điểm trước khi diễn ra của Red Dead Redemption. Lúc bấy giờ thì coi như là John Ma Sơn, đúng không nhỉ? Vẫn còn ở trong cái băng này. Để tôi thử nói chuyện cái xem là cái Việt hóa như nào. Đây đây, có cả nói chuyện đấy anh em nhá. Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Đấy, chúng này là chúng ta có thể hỏi chuyện luôn. Nói chuyện với nhau luôn nhá. Và hiểu là nó tán gẫu với nhau những thứ gì.
Thằng Mika nó đang bực. Thằng Mika đang bực bởi vì là hội này cứ phải gồng gánh những cái nhóm người mà kiểu sức chiến đấu thấp ấy. Đấy, anh cũng hợp nghĩ hợp lý không, cái bọn chúng chỉ ngồi yên chờ sung dụng. Cảm anh em đen. Thằng Mika này trong đầu nó đã có cái tư tưởng xấu mà. Ta đen. Đi xuống dưới. Thực ra tôi thật với anh em luôn nhé, không biết là anh em có cảm giác giống tôi không, nhưng mà tôi cảm giác cái băng cướp của Đức bây giờ ấy, nó tình cảnh nó khá giống tình cảnh của MU. Tức là một mình Ronaldo phải gồng gánh ấy. Nó giống như kiểu Arthur với lại Mika với lại Đức ấy, để gồng gánh cho cái team ấy, trong khi tất cả cầu thủ khác thì đâu ra gì đâu. Tiếp cận vị trí cột ngựa. Ok. Đây, cả hội đang đi kiếm thức ăn, tự nhiên lại đến đây thấy được một cái căn nhà bản chất cướp mà anh em. Để tôi lo phần nói chuyện. À, ok. Đang đói hả? Tự nhiên đến đây lại còn nghe thấy quả tiếng nhạc kinh chứ. Người ta đang hưởng lạc. Nếu đặt một thằng nhìn đỡ sợ hơn là ba thằng bặm trợn. Arthur nấp ở chuồng gia súc. À, ok. Đây. Khổ. Cái đấy, cái này Việt Hóa nó gọi là đúng chuẩn Việt Hóa theo nghĩa cự cảnh đấy, chứ không phải là uất bài uất đâu. Khổ, gia đình kia vẫn còn đang tiệc tùng. Bấm W để thò cu, à quên, thò đầu ra. Hello. Oh, well. Hello, friend. What you want? Thanh niên kia đi rồi. Tôi rất ngại phải làm phiền anh. Chúng tôi gặp phải vài rắc rối, chúng tôi bị lạc. Chém gió đấy, đừng tin nó, chém gió đấy. Chúng tôi không thể giúp các ông. Hả? Thằng kia nói gì đấy? Ủa, bọn này giết người à? Sao trong cái xe kia lại có xác người? Bọn kia bọn giết người rồi. Sung. Trời nhậu đi còn gì nữa. Bố lão giết người này. Tao tưởng chúng mày lương thiện. Bọn bố lão giết người. Nó cái đầu này. Bố lão. Mày tuổi gì với tôi? Chạy đi đâu? À. Đức bảo là thôi, không đuổi nữa. Đấy là băng Old Driscoll. Hóa ra bọn đấy là một bọn băng cướp. Cũng là băng cướp khác. Chúng nó vừa mới vào đây, nó vừa giết gia đình này xong. Khổ. Giữ R gần vật phẩm để nhặt nó. Ông ý tải hack rồi. Úi, anh em phải hiểu, ngày xưa tôi chơi con này, tôi chơi ở trên PS4 anh em ơi. Lúc bấy giờ là ngắm bắn tất cả là bằng tay cầm hết. Bây giờ là bằng chuột anh em mà. Mà trình tôi chơi game bằng chuột nó kém gì Faker hay là gì đâu. Hay là surround đâu. Cái chuyện nó đơn giản mà. Lõi sức khỏe của bạn cạn kiệt. Khi lõi cạn kiệt, bạn gặp phải tác động tiêu cực.
Ok. Lấy thức ăn đã. Simple mà. À đây bây giờ mình phải ăn đã anh em ạ, đói khổ. Nào, làm phát. Ngon ngay. Ngô ngọt đóng hộp. Ở đây là map, có thể đưa đám phụ nữ trẻ con chúng ta vào đây. Quay về chạy xem bọn thế nào đã. Thấy đủ đồ chưa? Ôi khổ thanh niên kia, đây là nhà của một đôi vợ chồng mới cưới. Khổ. Hạnh phúc còn cưới cô dâu, cô dâu còn chưa kịp sống vậy thế nào đã bị bọn cướp kêu đến nó giết, nó chiếm nhà. Thôi như vậy là mình có thể coi là Lục Vân Tiên đấy nhở. Giữa đường thấy chuyện bất bình. Đọc này. Đám cưới của Jack và Sadie ngày 7 tháng 9 năm 1896. Thôi đi. Lục Văn Dung ư? Ông chồng bị nó vứt trên bàn vợ đâu nhỉ? Đây sao ông chồng bị ở để đây trên xác vợ đâu? Đến chuồng ngựa đằng kia. Hey, chắc vợ chồng này. Em ơi, chồng em chết rồi. Anh đến cứu em đây. Thằng nào đấy? Ôi trời ơi, mày dám bắn em họ tao, đờ mờ nó bắn tao trước. À, láo, láo, bú. Bú được em bảy năm sáu. Làm sao? Đánh lén bú mày à? Bú láo, bú liều. Bú láo. Bú liều tao. Làm sao? Hả? Làm sao? Làm sao? Giết ông. Rồi làm sao? Thẩm vấn đã. Mấy thằng kia đang ở đâu? Nôn ra cho tao. Thông tin đâu? Thằng Colm O'Driscoll của đâu? Thằng đấy đang ở một trại mỏ cũ. Khai ngay. Thế bọn mày làm gì ở đây? Tại sao bọn mày ló mặt ra đây? Bọn tôi đang định đánh cướp xe lửa, nổ đường dây tàu. Tôi đéo biết gì hơn nữa đâu. Thế bây giờ các cụ cho tôi hỏi là chúng ta làm gì đấy? Anh em ơi, các anh em cho tôi hỏi là chúng ta làm gì đấy? Bóp bóp cổ thả ra hay đánh gian chu nhá, gian chu nhá, cổ thả mời tất cả các anh em gian chu ạ. Làm gì? Ba phương án 1, 2 và 3. 30 giây cho anh em ạ. Phương án 1, bóp cổ. Phương án 2, thả. Phương án 3, đánh. 30 giây ạ. Mời anh em sử dụng trình coi như là nhanh lên chứ không, hai thằng này nó cứ coi như là ở đây một thằng bóp cổ, một thằng cứ xin xỏ mệt lắm rồi. Nhéo gì lựa chọn 150%. Ác độc vậy. Bad ending đây. Ác độc bad ending đây. Tôi nói trước. Ok, phương án 1 đã giành chiến thắng với hơn 50% thế thôi, tôi xin phép ạ. Thôi, tao xin lỗi mày nhá. Thằng trong băng nhóm O'Driscoll nhá. Đây không phải là ý của tao, mà đây là ý của các anh em viewer trên kênh tao. Ok chưa? Chết đi. Cảm ơn John Marston. Nhẹ nhàng. Súng đâu? À đây. Thật, tôi thật với anh em luôn, trong cái thời kỳ nhũ nhường như này, tha cho nó khắc nào tự sát đúng không? Mẹ mấy thằng này tôi thật với anh em luôn, toàn phường trộm cướp. Mẹ chúng nó không đơn giản đâu. Tôi nghĩ là anh em coi như là có lựa chọn theo đúng đấy. Mẹ tha nó xong nó không biết lúc nào nó quay lại nó cắn mình đâu.
Giữ chuột để tập trung nhìn vào ngựa. Rồi ok. Cái gì ấy, cái gì ấy. Rồi nhìn rồi xong sao nữa. Vỗ về ngựa. À. Calm down. Bình tĩnh em. Good boy. Sao kiểu vũ trụ. Vũ trụ gì? Nếu chúng ta gắn bó với ngựa là tình cảm giữa ngựa với chúng ta sẽ ngon hơn đấy. Con ngựa này thì cũng chiến anh nên giữ. Ok, mình được con ngựa rồi anh em ạ. Ngon. Xích thố rồi. Cột vào đây đã. Ôi, có em nào đấy? Ôi trời ơi. Em vợ. Vẫn sống. Con khổ. Ủa. Em chui dao luôn. Cháy mẹ nhà thằng Mika ngu lắm. Chú Mika ngu thế. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh. Bọn anh không làm gì em. Bình tĩnh cho anh. Ok. Em rất xinh. Nhá. Đi theo anh. Thế là xong. Đáng lẽ chúng ta sẽ có ngôi nhà này để dắt cả đám kia đến đây ở. Thằng khốn nạn Mika nó làm đổ cái kia thì cháy bố nhà rồi. Dắt em này về luôn kinh chứ. Đúng là gái xinh nó khác nhở. Thấy cái dắt về luôn. Nhanh thế. Chúng tôi là những gã tồi, nhưng không phải như bọn chúng. Đúng rồi, băng cướp cũng phải có băng cướp rít, băng cướp rát chứ. Adler. He was my husband. Khổ. Nhạc hay quá nhở. Nói thật với anh em là em gái Adler này không phải là chuyện bình thường đâu. Em này là cũng thuộc dạng gọi là nữ trung hào kiệt đấy. Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Về rồi. Mọi người, Đức đã về. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. Colm O'Driscoll. Băng kia là đứng đầu là một thằng có tên là Con. Con. Bọn đó định cướp một đoàn xe lửa. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets. Chắc là mình sẽ cai hết luôn cái vụ đấy luôn. Chúng tôi tìm được cô gái Adler này đây. Phiền mọi người sớm cho cô ấy. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Đi kiếm ngựa thần anh ơi. Đéo hiểu vừa vào game đã kiếm ngựa thần. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Bình tĩnh đã anh em. Game cốt truyện chúng ta cứ từ từ bình tĩnh. Không có vội vàng. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Ơ, thì chết đi cho tôi ngủ với lại em gì vừa mới cứu về chứ. Tôi phải ngủ chung với thằng Bin. Thanh niên kia cay. Sao lại phải ngủ chung với cả mấy thằng đực dưa. Cay. Thế phải cho em ngủ với cả em Adler chứ. Nào. Chả hiểu. Ký ức không thể lãng quên. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Strong at least. Mấy em này đang bàn tán chuyện gì vậy? Abigail. Arthur. How you doing? Just fine, Abigail. And you? Nhóm đã ở đây vài ngày rồi đấy.
Tôi nghĩ là anh nhõm phải ở được đây vài ngày rồi. Tôi cần anh giúp. Đây là vợ của John. John Marston. Anh ấy mất tích 2 ngày rồi. John sẽ ổn thôi. Hắn trông ngu như con cu thế thôi. Chứ chẳng làm sao đâu. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur? Hiểu sao tôi thật với các anh em Việt hóa ở bên The Red Team xem như nào nhé. Ai bảo các anh em là con cu ngu đấy? Hiểu luôn. I know. The situation were reversed. He looked for me. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm John. Thank you. Một trong những cái thành viên cốt cán của băng này. Có thể nói là về trình độ bắn súng, về trình độ bắn súng và về cái trình độ gọi là chiến đấu ở trong team này thì là John với cả Arthur là gần có thể nói là ngang nhau đấy. Cả nhóm trên đường bỏ trốn thì John có tách đoàn và sau đó thì bị mất tích. Rồi chúng ta sẽ đi tìm John về. Abigail lúc nãy là vợ của John. Đầu dưới khôn hơn đầu trên. À. Chắc chắn team dịch là nữ, đứng đầu là Riku. Không anh em ơi, Riku là thuộc dạng hủ nữ, là có tôn thờ cái đấy đấy. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Hơi sáng quá, tôi cho nó tối đi tí nhá. Recently. Rất hơi sáng quá. And that way. Sure, well, come on then. À đây có người đã từng dựng trại ở đây. Dựng trại này chắc là John. Vài tiếng trước thôi. Con game này tôi thật với anh em luôn là tôi ấn tượng với nó nhất về cái khoản đồ họa ấy. Ở trong con game này ấy, tôi ấn tượng nhất là cái vụ tuyết này này. Tức là chân ngựa của chúng ta đi đến đâu là tuyết nó cũng lở xuống đấy. Đấy chứ nó không đơn. Đây là anh em nhìn chưa? Đấy, rất thật. Từ gần xưa khi mà tôi chơi phiên bản ở trên PlayStation là tôi đã khen cái việc này rồi. Giờ trên PC lại phải khen. Ngựa không thể phi nước đại khi thanh thể lực cạn kiệt. Ok. Thực ra con game này nó cũng cách đây 4 năm rồi. Nó lên PC thì đương nhiên là nó cũng sẽ được làm đẹp hơn so với lại ở trên PlayStation. Nhưng mà nếu mà để mà có thể nói là ở đây, góc nhìn thứ nhất đây. Anh em có muốn tôi chơi góc nhìn thứ nhất không? Cảm giác nó chân thực hơn nhiều nhở. Đây, đang rất ngựa này. Chóng mặt lắm à. Ok. Chóng mặt thì thôi. Ta quay về góc nhìn này. Có gì đâu, bão tuyết thì mình grab mấy cái quần áo là được mà. Gì đâu, giống trong Icarus. Grab mấy bộ quần áo là xong, có gì đâu. Ta băng nhóm này là có không chỉ là có một mình John là mất tích đâu, mà còn có một vài thanh niên khác thuộc cái băng nhóm này sau cái phi vụ ăn trộm ăn cướp thất bại phải chạy đến đây thì cũng bị mất tích. John chỉ là một người thôi. Cái góc nhìn thứ nhất thì tôi có cảm giác mình nó giống như kiểu là cái sự trải nghiệm của bản thân ấy. Còn khi mà chúng ta chơi góc nhìn thứ ba thì đương nhiên rồi, nó sẽ đỡ cái cảm giác chóng mặt hơn. Nhưng mà nó lại khiến chúng ta là như kiểu cái việc nhập vai của chúng ta vào nhân vật chính ấy, nó lại ít hơn, bao giờ cũng thế. Không biết là có anh em nào là fanboy của con Red Dead Redemption 2 này không, nhưng tôi nghĩ là cái năm 2018, nhất là cái lễ trao giải The Game Awards cho anh em cay nhở. Năm đấy God of War được, Red Dead xuất sắc thế mà vẫn. À đây rồi, có xác ngựa.
Chính là ngựa của John luôn. Con này mổ tung cả bụng ra luôn. Bắn thử xem có nghe được không? À đây đây đây, có giọng John, có giọng John, có giọng John. Đi luôn. Hiếp ngựa chết loi cả ruột. Ngày xưa có, ngày trước có cái bộ phim gì mà cũng thời tiết lạnh như này, xong rồi phải mổ bụng con ngựa ra, xong chui vào trong bụng con ngựa, xong để cho nó ấm, xong rồi ngủ trong đấy nhở anh em nhở? Phim gì nhở? Tôi không nhớ. Đi đến túi của bạn ở gần ngựa. Đây. Ôi ôi ngựa ỉa, ôi ôi. Đéo mẹ ngựa ỉa. Vãi cả chủ game. Ôi ôi, vừa mới ngoảnh ra phát chơi cho tôi ngay quả. Túi đây làm gì? Vũ khí trên yên ngựa. Đấy, rồi sao? Dùng Q, E, A, Q và E để đổi súng. À đây. Shotgun. Đang ăn mì. John chắc là bị bọn nào đấy nó tấn công rồi. Không biết có phải là cái băng mẹ cướp lúc nãy không? Băng O'Driscoll luôn. Cảm anh em đen. Red Dead Redemption 2 thua God of War 4 về game play. Thôi chết 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 chết. Nói chung mà tôi nghĩ chúng ta không nên so sánh vì hai con game nó thuộc hai thể loại khác nhau anh em đen ạ. So sánh thế nó không chuẩn. Không được thì là không được. Đúng không? So sánh thế rồi các anh em fan của Red Dead Redemption 2 chích G lên chết. Nói chung là khó so sánh lắm. God of War 4 thì nó là thuộc cái thể loại game hành động. Thế giới mở thật nhưng mà là thế mở, thế giới mở kiểu semi, thế giới mở kiểu gọi là giả cầy. Còn Red Dead Redemption 2 là một con game thế giới mở chuẩn chỉ, full open world. Nói chung là so sánh nhau nó khó lắm. Anh em có thể so sánh Red Dead Redemption 2 với lại Skyrim, hoặc là với một con game nào thế giới mở gọi là chuẩn chỉ khác thì có thể nói được, chứ còn so sánh này nó hơi khập khiễng. Cái điếu nào thằng John gọi món tận trên cái núi này, nó ở trên này là sao? Leo núi cao mà rõ ràng là trên núi cao trời sẽ lạnh hơn so lại ở dưới chứ. Nếu nó chạy còn được đấy, một tràng pháo tay cho anh em Việt Hóa anh em, tuyệt vời. Tôi không dám nói câu đấy ra đây sợ ban kênh. Thế nó mới chuẩn. Sống dở chết dở mấy ngày. Làm ngụm nè. Đúng là lộn vãi lành thật anh em nhỉ. Tôi mở vào cái tình huống như này tôi cũng lộn vãi lành rồi. John đâu rồi? Chúng mày đang ở đâu? John. À đây bên này. Gần sát mỏm đá. Đâu, tuyết dày quá không chạy được luôn ạ. À đây. Khổ. Thế này mình không đến team mình chỉ có chết thêm gì nữa. Bị sói đuổi. Thật tốt gặp lại anh. Bị sói đuổi anh em ạ. Mình mà không đến sớm chắc oẳng. Rockstar có 4 game thắng GOTY, hãng game thắng GOTY nhiều nhất lịch sử.
bốn con Gotti của Rockstar là gì nhỉ? Red Dead Redemption 1 là một này. À, con gì nữa nhỉ? GTA đúng không? Gì ạ? GTA 4. Ui. Sói rồi. GTA San Andreas. Dầm ba con sói này tuổi gì mà phải bỏ mẹ rồi. Anh em nhìn trình tôi đây này. Ui sổi dầm ba con sói. Nhìn tôi đây này. Trống mắt ra mà xem đây này. Sói đấy hộ tao cái. Rơi hộ tao cái. Ôi chuột rồi. Ôi sao, làm sao? Tuổi. Tuổi. Làm sao? Hả? Dậy cắn tao cái. Tao bồ lêu. Bắn đạt. Come on then. Let's get back to the others. Hiểu anh em còn bảo bắn zone thử xem chứ. Tôi tưởng phản bội à? I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. New fella got bit by a dog. Có thằng kia cũng bị chó cắn một tiếng sau nó chết queo. Anh không chết đâu, yên tâm. Chồng dồn chồng tạ lắm, khổ. Chồng ngồi chồng kìa. Nhưng mà hơi lạ nhở. Ủa chết, vẫn con chó à? Nhau lắm đạt thế. Con chó đạt. Đạt với chúng tôi. Đạt với chúng. Đạt. Ôi chết, trượt kìa. Đạt. Đạt. Tôi chết rồi. Tiếc. John đã ra đi. Vâng. từ tôi phải chỉ lại tốc độ chuột. Tốc độ chuột cảm giác nó nhanh quá. Khổ. Đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? À đây, điều khiển. Nhạy quá. Khổ. Đây. Va phần. Ngon ngay. Rồi. Lần này dầm bà còn bất dậy. Đạt rồi. I don't feel too good. You'll be fine. Thằng đó chặt rồi. It's just like a dog bite. New fella got bit by a dog. Ra rồi. Died an hour later. Con này mấy cái đoạn này phải góc nhìn thứ nhất ngắm bắn nó mới chuẩn được anh em ơi. Góc nhìn thứ ba bắn khó lắm. Nhớ đang đi ngựa. Từ từ tôi xử lý với con này đã. Mình đang chơi hát đít thì sao ý. Khó vãi trường. Đấy. Lần này trượt mày nữa con. Bách phát bách chết. Một cái. Chết rồi. Hộ cái. Hộ cái. Don't think so. Đơn giản như đàn rổ luôn. Thế đó mà. You're gonna be okay. Dễ mà. Shelter now. Thanks for coming for me. Of course.
Băng này là lần trước là cướp ở chỗ Black Winter, cướp ở chỗ bến cảng thì phải. Nhà thất bại là chạy đến đây. Trước đó bị nhạy chuột thôi. We're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing. Lạnh không mất máu chết đói. Tí bị sói xé xác đúng đâu chưa? Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. Thôi. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Đó rồi, vợ con đâu, Giam giúp chồng về đi. Cứ bắt mình phải đi cứu về vợ chồng đâu, Abigail đâu. Chồng em đây này. Giam đưa xuống ngựa giúp anh cái. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Nhấp chân vẫn còn chảy máu luôn ạ. This is a new low, even by your standards. Bình thường đã thảm, giờ nhìn còn thảm hơn. Vợ con, bố già con bé gái nào cần giải cứu không? À, có cách nào thoát ở đây chưa? Đi về hướng đông. Đến thị trấn à? À, ta sợ không dám đi phía tây nữa. Về phía tây bây giờ là hội cảnh sát các thứ ở đấy, không đi được, chỉ có về phía đông thôi. Đàn bà là những niềm đau. Ờ, về nhau hiểu chồng đang bị thương. Nhau nói là câu nào tử tế. Bình thường nhìn anh đã đã thảm rồi, có chết được không? Chưa bao giờ chờ một xuân tới mà khó nhọc đến thế. Lạnh, đói. Ờ, có đạn rồi. Thuốc bổ thần kỳ á. Game có là thuốc bổ thần kỳ. Bạn đã nhặt một vật phẩm đã khui. Các món đã bị khui sẽ chỉ có một nửa tác dụng. Ôi rồi, Arthur lại tin vào Đức. Khổ, Đức bảo gì cũng nghe. Thực ra ấy, băng nhóm của Đức trước cái vụ này là đi cướp. Nhưng mà lúc bấy giờ là không có Arthur ở trong team. Đấy là bị thất bại, chạy về đây. À đấy, kế hoạch của Đức đấy, là đến Black Winter trộm tiền nhưng mà không trộm được. Đang đợi là cơn bão qua đi, xóa dấu vết và quay lại tiền. Hoặc là cũng có thể đi về phía tây. À, cũng có thể là làm gì đấy, kiếm thêm tiền. Lúc ông đi ăn trộm ăn cướp thì không rủ tôi. Chú nghi ngờ tôi à? Không bao giờ. Cause you know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they. Một khi chúng ta kiếm được tiền. Hồ, Đức lúc nào trong đầu cũng ám ảnh kiếm được tiền anh em ạ. À thôi, tin. Cảm ơn con trai về sức mạnh của con. Nó mang nhiều ý nghĩa với tôi. Thôi, đi ra ngoài xem nhiệm vụ thôi. Con này thì cấu trúc của game mà anh em sẽ thấy nó gần giống như kiểu chúng ta chơi GTA thôi. Cơ như chỗ nào mà có cái biểu tượng có tên ở trên bản đồ ấy, ở trên minimap ấy, là chỗ đấy sẽ có nhiệm vụ của chúng ta. Tiếng game nhỏ quá. Tiếng game như này mà anh em vẫn bảo nhỏ á. Thế này tôi cho tiếng game lại to thêm. Tiếng game như này mà anh em vẫn bảo nhỏ à? Tôi sợ to quá. B là ai? Mai ca đấy.
Thằng đều đây. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. Mặt thằng nào thằng đấy xanh như đít nhái sợ. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Khổ sao vụ cướp kia trốn chui trốn nhủi. Sure. Ui. Đâu gì đây? Bố mày không phải để hai đứa chúng mày làm cho cười. You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. Đúng rồi, phải tìm bọn O'Driscoll. Find us, all of you. We got work to do. Chúng ta có việc phải làm đi. Xử lý băng kia anh em ạ. Been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. The last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Arthur thì muốn là nghỉ ngơi thêm, nhưng mà Đức thì máu chiến, muốn đi xử lý luôn cái băng cướp kia. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. Không phải ông nói rằng trả thù là không nên hay sao? Đây là chuyện phải làm, Arthur ạ. Cầm lấy. Có súng ngon rồi. Đấy, Đức là muốn hớt tay trên bọn kia cái vụ cướp với con tàu. Khôn lắm chứ không phải là chỉ đi đánh bọn kia bình thường đâu. Biết là bọn kia bị cướp tàu kia hiểu không? Đến là cuộn luôn. Cậu cứ việc sống cạnh bên vũng nước đáy này. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Mình sẽ đi. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail south. Đúng rồi, thằng lần trước nó khai với mình là bọn kia nó đang ở hướng tây nam. Tìm bọn chúng phá tan chỗ bọn chúng đang dự định. Ok luôn. Con này có Việt hóa thì đúng là cảm tưởng như kiểu là chúng ta xem bộ phim. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. Có dấu chân của ngựa, có vài thằng mới chạy qua đây. Là chắc chắn là bọn Orisco nó đi đường này rồi. Xung quanh khu này làm gì có ai? You good, Dutch? Of course. Listen. I know you don't think much of my ideas recently, but this is the chuẩn bị lại. Kìa sao không bắn được? Thằng này phe mình mà. Thằng nào đấy anh em? Thằng nó chơi ngu bắn cả phe mình à? Đứa nào đấy? Chơi không phân biệt được ta hay địch à? Chơi bời gì? Tức là Đức với cả thằng Cole O'Driscoll là có thù. Trước đây từng có thù. Có những chuyện tôi có thể bỏ qua. Có những người tôi có thể quên. Những điều mà hắn làm với Annabelle tôi không thể quên được. Cậu bắt người yêu à? Mà ông giết em trai hắn rồi mà. Phải, tôi làm thế. Và tôi thích giết thêm cả thằng đó luôn. Chuẩn vãi lìn luôn xem ạ. Được đấy. Phong cách phải như thế chứ. They said it was near the lake, so we must be close. Bọn kia nó trốn ở gần cái hồ. Như vậy là trước đây từng có một em có tên là Annabelle bị thằng mẹ đứng đầu cái băng cướp kia nó làm nhục hoặc nó làm hại gì đấy. Đức có mối thù thâm thù. Khàn màu đấy. Giờ sao? All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn các cậu ready? Sẵn sàng chưa? Ready, Dutch. Sẵn sàng. Tốt. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. Mình sẽ lên trên kia một tí, thám thính. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Đi thôi. Xuống ngựa lúc nào nhỉ anh em nhỉ? Thôi chứ tôi quên bốn lúc xuống ngựa rồi. Khổ chơi game nãy giờ, em biết lúc xuống ngựa, khổ thân tôi.
À, tao biết rồi, tao biết rồi. Ấn bừa e tự nhiên được, may quá. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, Com, oh, chính cái thằng Com luôn, thằng đứng đầu băng cướp kia luôn kìa. Bắt cả cụ rồi. Ô, lên ngựa đi đâu ấy? Cảm ơn anh em Đức. Băng cướp vô dụng trở lại. Ai bảo anh em là vô dụng đấy? Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Nè. Ô, thằng Côm có vẻ bực. Ok. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. Mình sẽ giết mấy thằng ở xung quanh trước. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. À, tức là mình đợi hẳn đến khi bọn kia định cướp tàu mình tấn công à? Bây giờ là phải xử lý mấy thằng gì trước? Mai em thi, anh chúc em thi tốt được không? Ok, chúc anh em thi tốt nhá. Thôi, cầm luôn khẩu K94 ra làm chiến nhau thôi chứ làm gì nữa. K94 đâu? Ơ? Đưa ngay khẩu K94. Ơ? Nãy Đức đưa tôi khẩu K94 mà. Đâu? Ủa sao không có? Thế nào? À đây. Đây. Dưới. Ôi trời ơi. Đấy. Rồi. Yên tâm luôn. Này, anh em ơi, ấn nút nào để mở hòm đồ mình ra nhỉ anh em nhỉ? Mở hòm đồ mình ra nút nào tôi lại quên mất rồi. Chơi game nút nào để mở hòm đồ ấy anh em nhỉ? Y à? Arthur, have you completely lost faith in me? À B à? Ở B, ăn cho tăng máu lên. Our supplies, equipment, and a way out of anh em Đức. Đến súng còn éo rút ra được. Đây là không biết. À đây. Uống này vào để khôi lại hoàn toàn máu đã. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Ơ, sao uống rồi mà nó không đầy phun máu nhỉ? Sao cái trái tim của tôi nó vẫn chỉ có mỗi từng kia? Nó tại sao? Máu thế là phun rồi à? Ơ. Thế à? Khổ. À chưa đủ level để up. À tức là level thấp chúng ta chỉ được như này thôi gì. Ok, thầy kêu anh em. Khổ đấy, nào có biết đâu tốn bố mất cái chai máu rồi. Tự nhiên. Ngu lắm Dục ạ. Ngu lắm. Cái này mà nếu mà chúng ta chơi GTA anh em, là tôi sẽ đứng trên này xong chúng ta cẩu cối xuống đấy. Nhanh. Oh, watch out. It's a bit steep. Trả bù về Red Dead Redemption. Phải lanh quá lanh quanh đi từng bước một. Anh em yên tâm nhá. Lần này tôi phải chơi chuẩn chỉ. Một phát xử lý băng cấp của chúng nó luôn. Câu cho nhanh. Ông đồng ý với tôi hả ông Đức? Hả? Chuyện ông có đồng ý không? Bắn vỡ đầu rồi. Thôi đi thôi. Maybe I should take the lead on this. Anh ấn tab rồi ấn R là chuyển sang tab đồ ăn à thế à? Ok. No, cảm ơn khiêm VIP nhá. Ừ thật, tôi mà chơi Far Cry là tầm này sáng nay vào đầu rồi đấy. Tiến tới cái nhà trước mặt. Cảm ơn anh em McColo. Lần này có làm người tốt nữa không anh? Người nào cũng làm hết. Ô, cúi xuống nào. Cúi xuống nào. À, control, ok. Ô, phải nói cho tôi chứ ông Đức. Bảo cúi xuống phải nói là mày ấn control đi để ngồi xuống chứ. À đây, quân địch đây rồi.
Thằng này ngu thật, tôi đến đây mà không biết. À đâu đâu, thằng này là thằng... Thằng này là thằng Mika mà. Đây. Đây. Chiến cho anh ơi. What are we doing, Dutch? Chiến cho anh. Em có thể hạ nó nếu anh muốn. Cho cậu quyết định. Anh cho em quyết định thì anh xác định đi còn gì nữa. Xác định đi. Ủa sao nó bắn đau thế. Ôi ôi. Láo tuét. Làm sao? Ôi ôi ôi. Bay màu mẹ đó rồi. Yêu thằng nào bắn headshot kinh thế. Úp xô nó chứ. Nó bắn headshot kinh quá. Giữa đầu luôn à. Nói nhiều. Bố lão. Từ hồi máu. Trời mà đau quá. Bố lão. Trời mẹ rồi. Bố lão. Vỡ đầu. Súng ngắm hộ tao cái. Ui dồi ôi. Trúng đầu hộ tao cái. Hộ cái. Ai ơi, từ. Ôi đau. Ôi, thôi. Bình tĩnh. Mày. Rơi mũ luôn. Mà nó không chết. Lắp đẹp ba. Con chó ấy chết đầu tiên này. Bắn tao nhiều này. Rồi, chết rồi. Lão. Mặt đã băng không chết. Kinh. Rồi, em này xác định đi em. Nhà. Thằng đó đấy. Game này không có auto aim à? Hãy làm game phải có auto aim chứ. Ui xôi ôi. Bố của auto aim mẹ luôn. Lục xác ạ. À, cần gì phải auto aim? Vỡ đầu ngay. Súng ngày xưa anh em phải thông cảm. Súng ngày xưa nó làm sao mà được như súng bây giờ được. Bắn nhiều khi ngắm vào giữa người nhưng mà đạn lại bay đâu. Khổ. Anh em hiểu không? Anh em phải hiểu là con game này nó, cái bối cảnh nó diễn ra cách đây cả trăm năm rồi. Súng ông bắn nó chán. Nhiều khi tôi ngắm thì ngắm đúng đấy nhưng mà nó... Ồ. Đâu đấy?
farther? Do we hold ground here or go at them? Tấn công có chút gì nữa, phòng thủ là phòng thủ thế nào? Tới chỗ mấy thằng chó đấy. Lên. Tấn công. Mấy con chó này. Bắn ai? Tuổi sồi à, chết mình có nét ai mà từ đã nó đâu nhỉ, chết mẹ tôi còn chưa thèm dùng đến skill luôn nhá, bắn như thế. Chuột giữa để bật đết ơ cần giết ai, bắn tôi bắn chuẩn hơn đết ai luôn, dùng đết ai anh em lại dè bỉu ấy, anh lại bảo phải chơi bẩn với lại dùng skill này nọ không cần luôn, bắn xuyên cỏ mà vẫn trúng đầu nó luôn. Cảnh tuyết này nhìn quen quá các cháu ạ. À, bác dâu à, lại bác dâu à? Khổ. Không, phải thêm cái gậy gôn nữa thì mới quen được. Rồi, thôi giờ nhiều đạn phết rồi đấy. Thoải con nhà bà gà mái luôn. Đây hả? Uống cái này là hồi phục thể lực. Uống cái này để tăng đết ai, ok. Uống cái này để tăng máu, ok. We're waiting on you, Arthur. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Chia ra. Chia ra làm gì? Bill, you go search that wagon there. Đi kiếm xe ngựa. Mike, search that building. Arthur. You take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators. À, tìm thuốc nổ, bởi vì mấy thằng kia định đánh bom ở đường ray tàu. Cho nên là mình vào đây tìm xem có dấu thuốc nổ đâu. À. Lấy hết. Bao nhiêu thức ăn thức uống lấy hết. Tốt. Thảm sát gia đình bà già lấy 70 đô anh ơi. Chưa. Làm sao đến đoạn đấy được anh em một cười. Giờ đang bận giao chiến đã. Từ từ tôi ra đây tôi chỉnh thêm cái này phát. Chuột vẫn cảm giác vẫn hơi nhạy. Nè. Giảm lại xuống tí. Cảm giác vẫn nhạy quá. Bắn toàn chuột. Quay. Cứ bị đưa quá. Đây rồi, đi Nam Mai đây rồi. Here, this looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Mùi thơm phết kinh. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. À, đây là bản đồ. Chắc là bản đồ cái đường đường ray xe lửa. Interesting. Kế hoạch của kia đấy. Mr. Leviticus. Leviticus Congua. Như vậy là con tàu này là tàu thuộc về một đại gia có tên là Congua. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. Rồi thì đi chiến nhau thôi. Nhớ quả đô nếp cho bà già xong cậy hộp lấy lại tiền. Ai làm chỗ đấy? Vạ vần. Cảm ơn Lenny, nhớ đi uống rượu với em. Lenny là em nào? Khổ, tôi bảo anh em rồi, con game này tôi chơi cách đây 4 năm rồi có nhớ gì đâu. Thụi một quả đau hơn sút vào ré.
Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a... Đức biết là mình cuộn tay trên của nó. Cái vụ cướp tàu này là thằng Old Riscon nó sẽ săn lùng mì đến cùng. Nhưng mà Đức vẫn tự tin là cả bang có thể coi như là chống lại bọn chúng được. Nói chung con này mà anh em muốn tôi có được good ending thì mà tôi mỗi lần tôi coi như là hỏi ý kiến anh em gian chu toàn thế bóp cổ với lại giết người thôi thì khó lắm anh em ạ. Tôi thật. Ok, vẫn còn thằng còn sống kìa. Ôi xôi, mày chạy đâu? Chỗ tao cái. Ôi xôi, ôi dăm ba thằng này nhìn tôi bắt cho mà sao anh em xem này này. Tôi bắt nó như bắt con luôn. Lấy cái dây. Nhìn tôi bắt đó cho mà xem này. Dừng lại. Dừng lại cho tao. Ui xôi ôi. Thấy chả đâu. Chả có tuổi gì với tôi luôn. À đấy. Đi với tao. À lục đồ đã. Anh em kinh mà. Tôi kinh lắm. Lên này với tao. Bắt cách đơn giản luôn. Bóp cổ nó đi. Ôi. Đấy anh em cứ đòi phải được coi như là good ending các thứ nhưng mà chỉ có nhanh, chỉ có coi như là bóp cổ với giết người là nhanh. Ô, anh em lựa. Thật toàn chọc tiết ăn tiền. Đã thế còn tiêu chuẩn kép chứ. Mồm với tay thì chỉ thích giết người như qué thôi. Nhưng mà đến khi tôi chơi lại thì bắt tôi phải được good ending. Thế nào? Mà không hỏi ý kiến thì lại bảo là không gian chu. Rất khổ. Ôi để tôi đi kinh chứ. Khổ thanh niên bảo để cho đi sẽ chạy thẳng Mexico không sợ dám quay về. Muộn rồi em ạ. Tôi cầu xin anh. Ngậm mồm lại đấy. Nói ý tôi. Muốn good em đừng đòi nợ tao. À mới ở bọn kia 1-2 tháng rồi à. À thế à. À bình tĩnh em. Anh làm gì em đâu. Ôi ồ. Khổ. Đừng có mở mồm nói thêm ngay chưa. Thành niên sợ. Hai cái xương. Rồi về nhà rồi. Tới nơ thằng ọc đát. Ai về ai. Don't hurt me, hurt me no more. Này, nếu tôi bỏ thằng đấy vào trong đống lửa thì sao nhỉ anh em nhỉ? Tôi có nên làm chuyện đó không? Khổ quá. Ném như ném lợn con. Thôi anh xin lỗi em chuột tuột tay cho em nhá. Tuột tay. Tuột tay. You found a little shit, did you? Yep.
Anh em ơi, buồn cười, tôi đang live stream anh em cứ ắc quy là như nào đấy? Làm gì có cái ắc quy nào ở đây? Tại nhà tôi stream máy chạy bằng điện, cắm thẳng từ điện coi như là lưới anh em nhá. Tôi không dùng ắc quy. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry. Ôi giời. Khổ. I gotta say him, my friend. Nó bỏ đói thằng này luôn ạ. Thằng nào thích bị bắn thì bọn này bắn. Thằng nào muốn cứu thì bọn này cứu. Thằng nào muốn ăn thì bọn này cho ăn. Thanh niên chắc tè là quần. I can't believe it. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Thôi, về đi ngủ thôi. Bắt đầu nghiên cứu cách đi cướp con tàu kia. Nhưng mà tôi nói thật với anh em luôn, cái vụ cướp tàu này là để lại nhiều di chứng đấy. Bởi vì là con tàu này thuộc về một thằng đại gia Côn Gua. Con Gua chứ nhỉ. Cấp con tàu này là cũng không đơn giản đâu. Hãy làm nhiệm vụ đã. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. Cả nhóm bắt đầu hết thịt. 10, 12 people. 12 người sắp sửa hết thịt đến nơi rồi. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. Lênh đênh trên biển 50 ngày. Unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found săn được mỗi cái nịt. Cửa hai kia đi săn săn mỗi cái nịt. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Thôi phải đi kiếm thịt về thôi, có cả bọn chết đói. Wait a second. Hold on. Có mượn mấy con thỏ kia thì chịu sao? You need something to eat out there. Assorted salt. Lòng mề thập cẩm ướp muối kinh vậy. Từ thời này mà nó đã có lòng mề ướp muối xong rồi đóng hộp rồi, kinh phết nhở. Cách đây 100 năm. You need to rest, Charles. You think this is rest? Thanh niên Chuck này là chuyên về thợ săn. Tôi thấy đeo quả cung kia là chuyên thợ săn rồi. Ăn lòng mề ngon mà đúng không anh em? Tôi thật với anh em luôn, như vậy các bạn gái là cứ hay chê lòng mề ấy. Mỗi lần nhìn thấy lòng với mề là cứ ê, kinh ghê về. Tôi thật với anh em luôn, ăn lòng, nhất là một lòng non nhỉ. Lòng non mà coi như là luộc lên mà nó giòn ấy. Chấm nước mắm ớt, vắt chanh. Hoặc là chấm mắm tôm ấy. Ôi. I'm okay. Apart from this hand. Sun shut. Still bad. It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Mà nhất là như này cơ anh em ạ. Nhất là như này cơ. Có bát cháo đầu tiên là cháo trắng nhá. Xong rồi chúng ta bên cạnh chúng ta có đĩa lòng, lòng non lẫn lòng già. Cả dồi luôn. Xong chúng ta cho cả lòng non cả dồi vào trong bát cháo đấy, xong rồi trộn lên, xong rồi trộn cùng cả nước mắm. Ôi xôi ôi, chúng ta ăn cái bát cháo đấy. Có thêm cút rượu nhờ. Thêm chút hạt tiêu. Đúng, phải rắc thêm tí hạt tiêu. Chuẩn là anh em nói tôi quên đấy. Làm tí hạt tiêu nó dậy mùi. Ức thèm quá. Hên quá, tôi ghét ăn nội tạng cực.
tê đạt. Đéo hiểu luôn. Thế cuộc đời anh em, tôi nói thật với anh em luôn là anh em vừa mới bỏ lỡ một cái coi như là báu vật đời người đấy. Nội tạng giống kiểu gan gủng mà anh em không thích ăn nữa thì nhở. Nhưng mà anh em cho tôi hỏi là bên Tây người ta có ăn lòng không? Là châu Á chúng ta, Việt Nam chúng ta chẳng hạn, là mấy cái nước ở cái phần Đông Á chúng ta, tôi nghĩ là vẫn ăn lòng liếc các thứ nội tạng chuyện bình thường. Tây nó có ăn lòng không? Kiểu cháo lòng, cháo liếc có. Cảm ơn anh em ăn lượng. Thanh niên kia đang dạy tôi cách để đi săn đấy. Thằng Chuck đang dạy mình cách đi săn đấy. Không có gió nó không di chuyển. Có nhưng mà ít lắm anh ạ. Ăn gan ngỗng thôi. Ăn gan thì nói em gì anh em. Ý tôi là kiểu lòng mế. Có vết chân của một con gì đấy ở đây. Một con nai. Kinh, thanh niên Chuck kinh phết, nhìn chân biết ngay chân nai. Đi theo dấu chân. Mang theo cung. À đây đây đây. Quay về lấy cung đã. Không biết anh em có xem một cái series ở trên Netflix. Nó một cái series khá là hay, là series Meat Eater ấy. Anh em nào mà chưa xem thì có thể xem cái series đấy. Tôi nghĩ là một trong series mà về cái chuyện đi săn đi sủng khá là hay. Bên Mỹ là có những cái khu chuyên hàng năm theo mỗi mùa là sẽ cho thợ săn vào săn ấy, săn xong rồi làm thịt luôn. Keep your head down. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Dùng IGI để đánh dấu dấu vết động vật. Ok. Đây. Tập trung vào dấu vết. Easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Chúng ta sẽ đi theo mấy cái vết chân này này, săn. Tôi xem cái series đấy mới biết là tức là bọn động vật ấy, thí dụ như hươu với nai nhá, nó có thể đứng ở rất xa mình, thậm chí cách mình đến hàng trăm mét, hàng cây số. Nhưng mà nếu chúng ta đứng đúng cái hướng gió ấy, đúng cái chiều gió ấy, gió thổi hơi của chúng ta, hơi người của chúng ta ấy, đến chỗ bọn nó biết nó chạy mẹ luôn. Hết trường. Mà cách xa hàng cây số nhá. Mũi chúng nó thính lắm. Cho nên là khi mà đi săn là bao giờ họ cũng phải kiểu xem hướng gió là hướng nào ấy, để cho mình không bị kiểu cái hướng gió nó không thổi cái hơi của mình vào chỗ đấy. Đấy, mùi hương của bạn cũng được thể hiện nhỉ. Động vật sẽ bỏ chạy nếu chúng ngửi thấy mùi hương của bạn đi theo hướng gió hoặc đi ra xa khi săn mồi. Đấy. Hôm nay làm chuẩn phết. Đây 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 đây. Gì mà thí hơn chó ư? Mũi bọn này nó kinh lắm anh em ơi. Càng kéo căng dây. Ok được rồi. Ngồi xuống đã. Bình tĩnh. Một phát ăn ngay cho anh em xem này. Con kia tiếp tục uống nước đấy. Bắn đi, bắn đi, nhau vào bắn đi. Phải vào gần bắn được chưa? Thằng kia cứ bắn đi. Rồi à. Đây. Đây. Khoảng cách con nghẻ đã. Rồi. Ơ. Đéo mẹ chết mẹ rồi. Đéo hiểu. Khốn nạn. Ôi hiểu sao chuột ạ. Yêu đau cháu không. Icarus bắn chuẩn thế. À, tôi hiểu rồi. Do tôi đang để góc nhìn thứ 3.
Do đang để góc nhìn thứ ba anh em ơi. Đây. Đấy, góc nhìn thứ nhất. Icarus tôi bắn kinh mà. Góc nhìn thứ ba. Nhìn nó không chuẩn đấy. Yên tâm, lần này góc nhìn thứ nhất là con đấy chắc chắn chết mà. Sống rồi sao được. Con khốn nạn mày đâu rồi? Đi chậm vãi trường. Không chạy được anh em ạ. Kìa rồi. Thôi lần này con này chắc chắn chết anh em nhá. Tôi xin phép lấy danh dự của cá nhân ra để thề với tất cả anh em luôn là tôi bắn chết con này. Xin phép lấy danh dự luôn. Mà anh em biết cái danh dự của tôi nó quý báu như nào. Anh em nhìn đây này. Nhìn đây này. Bố láo này. Ok. Bố láo này. Sao bắn cái pha kia mà con này bắn một phát là không chết luôn. Cái phát thứ hai là mới oảng anh em ạ. Em thấy tôi bắn kinh không? Xô. Con này chết mà không kịp nói câu gì luôn. Chết ngay. Lỗi game anh em ạ. Pha kia lại phải trúng. À đây rồi. Con này nhá. Tôi tuyên bố với anh em luôn, tôi chơi nó hẳn ở khoảng cách này luôn nhá. Tuyên bố luôn. Anh em nhìn thế này. Follow the tracks. Ngừng cái đâu đấy. Ngừng cái đâu lên ngoài. Chết mẹ rồi. Ở đen thôi, đen. Thằng kia đâu phải nói đen. Nó thợ săn chuyên nghiệp, nó phải nói câu là tôi đen. Anh em bực cười. Pha này tôi thật với anh em, nói câu tôi câu trượt phát nữa giúp tôi cái. Bao nhiêu lâu thì không sao, đúng lúc bố mày bắn thì mày cúi đầu xuống làm cái gì? Rất đen anh em ạ. Đen ấy, nó đang bao lâu không sao. Tôi vừa mới kéo cái cung lên phát thì nó cúi cái đầu khốn nạn, cái đầu chó của nó xuống. Sống bộ tao cái. Chết ngay. Đây nhá. Đây thực ra tôi nói thật với anh em luôn, tôi làm content mà. Thực ra các YouTuber và streamer ấy là muốn sống được ở trong cái thế giới stream rất nhiều sự cạnh tranh này là luôn phải có content. Anh em có thấy là vị trí của hai con này chết ở ngay gần nhau không? Thế là tôi phải tính toán làm sao nhá, để mình bắn trượt nó đúng số lượng lần và tính toán làm sao cho nó chạy đúng cái đường để nó về đúng cái chỗ con trước tôi mới giết. Sau đây chúng ta nhận các anh em lượm và chúng ta mới mang xác về nó nhanh ấy. Cái việc như này thường tôi không nói nhưng mà nói để anh em biết, anh em lại nghĩ là tôi thế này kia. Come on, stow that deer and let's go. Huyết ngựa mỏi cả mồm, thấy ngựa đâu. Ơ? Chắc đấy. Ai hỏi mà trả lời. Tự trả lời, tự hỏi tự trả lời. Sao?
Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em luôn là xem cái series Mid Eater ấy xong ấy thì tôi xem lại cái này tôi mới biết là cái việc mà cái team thanh niên Arthur này với cả thanh niên Chark kia đi săn hiêu săn nai mà cầm theo cái cung vừa rồi xong rồi tay không bắt giặc đi bắn ấy mà. Tôi nói thật với anh em là ngoài đời nó là cái chuyện đéo có thể luôn, câu chú nhanh. Thậm chí là có súng bắn còn đéo ăn ai nhá. Chưa nói đến cái việc cầm cái cung này đi ra ngoài săn bắn chết. Đó là bố của điều luôn. Không bao giờ có luôn. Tôi nói thật. Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Các anh em lượng ngày xưa thợ săn làm được á. Ôi anh em lại so sánh với ngày xưa là phải có cả một nhóm đi săn anh em ơi. Người ta phải có cả nhóm đi săn và thứ hai nữa anh em biết gì không? Để mà có thể săn được một con hiêu, một con nai ấy, nó không tính vào cái đơn vị, ví dụ như mẹ buổi sáng chúng ta cảm thấy đói chúng ta ra rừng chúng ta săn đâu. Có khi phải mất đến 2-3 ngày chỉ để theo dấu một con. Tôi nói luôn câu với cho nhanh. Không phải là sáng đến tự nhiên thấy đói bụng thôi mình cầm cái cung mình ra ngoài mình săn con gì mình ăn đi. À đang nhắc đến em Adler đấy. Ánh mắt căm phẫn. Mất chồng mất nhà chả căm. Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the Odriscoll. Nói chung là em Adler kia là cũng thù bọn Odriscoll. Giết chồng mà. Nói chung là cũng thù, sau này là cũng mẹ nữ trung hào kiệt. But that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the Odriscolls? You ain't dealt with them? Nhìn bọn ngồi nhà ăn cơm tiệm bàn cách săn thú thật đấy chứ. Tôi chả nói đâu xa các thanh niên mà kiểu như là sinh giả thành phố giống như tôi. Mẹ cho ra bắt con gà còn đéo bắt được cái chứ nói gì đi săn được con thú. Anh em công nhận không? Bây giờ thả con gà giữa sân bảo bắt đéo bắt được cái chứ. Gì đấy? Ôi mẹ con gấu kìa. Bác gấu kìa. Giết nó luôn mà gì điên khác. Con lại được cả đống thịt đấy. Chiến luôn đi. Cảm ơn Charlie mày. Ui sao việc gì phải sợ nhỉ. Giết đi. Xem tôi đi này. Súng đâu? Con gấu coi như chết rồi đấy. Xem tôi đi này. Cả mọi người nhà đang đói, mẹ sẽ được con gấu này là con thức ăn cả tuần luôn đi. Vào đầu nó không chết à? Phá cái chuông. Hey, Arthur. You awake back there? Yeah, just thinking. Game làm điều thế. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. What? Đây không phải là Icarus. Blackwater mess. Mẹ pha đáng lẽ mình phải đết ai. Tôi quên mất cái vụ đết ai đấy. Later, go cho tôi sẵn lại con đấy. Cho tôi cội thứ hai. Anh em đồng ý không? Cho tôi cội thứ hai. Tôi xử con đấy. Là ông tao. Tôi mà gặp lại chết với tôi.
Still wonder that most nights. I reckon you're thì okay. Xuống nước. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but xuống nước mới đau tôi chứ. You know, bơi đúng không anh em, bơi đúng không? Ờ đúng 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 đúng. Bơi để nó không tiến lại được gần mình. Xong rồi trong lúc nó tiếp cận mình là mình bắn thẳng vào đầu luôn. Đúng 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 đúng. Xuống nước, xuống nước, xuống nước. Rồi, xuống nước lấy cung bắn. Ủa, Arthur đã ở bên băng nhóm của Đức 20 năm kể từ khi còn bé luôn. Đức còn dạy cả Arthur lẫn John học chữ. Con bác gấu nhá. Solo 300 hiệp. Đức cứu mang tôi, cứu giúp phần lớn người trong nhóm. Cho nên chúng tôi luôn ở bên ông ấy. Cảm ơn Otaku-san. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. Lần này như không được gặp bác gấu nữa rồi các bạn. She's a strong one. Chắc game thấy khó quá nó bỏ qua luôn bác gấu rồi. I don't know what Dutch would do if something happened to the count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Cho tôi về nhà luôn đây anh em ạ. Tha cho con gấu. Tha cho con đấy. Thật là nghiệp luôn. Game nó thương đấy. Sợ chết lần nữa. Săn lại được à? Anh em solo bảo săn lại được. Săn được không? Cho tôi hỏi làm nào săn lại được nó đấy. Tôi đi săn luôn. Dòng ba con gấu. Anh em cho tôi hỏi luôn cách săn luôn đi. Get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow. Săn như nào? I only showed you a little. There's a lot of practice, master. Check lại map xem chỗ thú legendary. À, tức là chỗ con đấy là nó là thú legendary à? Ok. Just drop it down in here. Đấy, cái sâm nghệ đứng trên bàn này. Bỏ xuống đi. À đây. Còn phải đứng đúng chỗ bỏ xuống được cay. Đây. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, rượu sir. Hải quân. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on. Gấu legendary là nhiệm vụ sau á? Thực ra con đấy là legendary gì? Thằng nào nó khỏe thế? Go get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Nhiều hiểu bắt mình phải thịt nữa à. Ôi dồi ôi. Tôi phải thịt rồi. Boy lò mổ rồi. Úi dồi. Úi dồi. Khiếp. Ủa lột da kinh cơ. Lột da cứ như kiểu. Cứ như kiểu xe giấy nhỉ. Dễ thế. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. Cảm giác như kiểu người con nai nó cứ mủn lên. Money, of course. Right now I'm just looking to get off this mountain alive. Thật lột da quá pro luôn. You bring it to me. Bắt được thứ gì mà đến chỗ tôi. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Nói chung là những cái con thú này sau khi mà mổ xong và lột da bao giờ ta phải treo lên anh em ạ.
Thịt mà càng treo lên lâu ấy, một khoảng thời gian ấy, thì nó càng ngon. Một vài ngày sau, không biết là các anh em Việt hóa làm như thế nào mà phông chữ phông chiếc lên đẹp ấy nhỉ. Bạn đã mở khóa thử thách thợ săn bậc thầy. Đấy 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 đấy. Thử thách thợ săn bậc thầy à? Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. À, John đây. Nói chung là cũng sau vụ bị thương là cũng hồi phục rồi. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Bị thương cào mấy cái vào mặt nằm đây cả tháng rồi. Want me to come? Of course I do, but... Bắt đầu tấn công một con tàu rồi. It's always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Kìa. Anh em mình thấy quả con trai của John chưa? He's seen me now. Con trai John phải là, nếu mà anh em bạn nào đã từng chơi Red Dead Redemption rồi thì mới biết nhỉ. Con trai John sau này là cũng bố đời đấy chứ. Đi trả thù cho bố đấy. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway man. Bill. Con nhìn không giống bố, thế thôi còn đến đâu nữa. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living. Ông già này là trong nhóm hay là ông già này kiểu sợ? Everything we have in Blackwater. Không muốn có thêm người chết. Fancy heading back there? No. Nhưng mà Đức thì lại cứ chỉ muốn là có thêm tiền để cả băng nhóm có thể sống được. Tôi không muốn phá ông. Tôi chỉ muốn ta làm theo kế hoạch. Án mình bất động, sau đi phía Tây. Giờ tự nhiên chúng ta đi cướp tàu lớn như thế nào? Chúng ta làm gì có lựa chọn nào khác? Côn Gua không phải là trò đùa đâu. Nó là thằng nào? Hắn ta là ông chùm ngành đường sắt, tay buôn đường mía, dầu mỏ. À thế à? Dầu thế thì phải chia bớt thôi. It is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Đi rồi, cướp tàu rồi. Ông chùm những cướp hết. Văn văn vở vở. Một trên ba nai cái đã lột ra. Vâng. Như vậy là tôi đã lột ra ba con cái anh em ạ. So kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. Cướp của người giàu chia cho người nhà. You'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. Trong những cái bộ phim về dân cao bồ này mà tôi xem ấy, gần đây nhất là có cái bộ gì nhỉ anh em nhỉ? Có cái bộ gì mà có thằng bị đưa đến để chuẩn bị treo cổ ấy. Ở đâu có một con mụ chứ. Một con mụ bị đưa đi để treo cổ. Xong rồi đến cái nhà này thì bọn cướp nó đã giết hết những người đấy rồi. Xong rồi nó đóng giả là những người ở đấy nhở. Là không, không phải là first time. Ờ giờ hết full S. Đúng rồi. Hết full S, hết full S. Bộ ấy xem hay mà nhở. Kiểu phim đấy có phải là của Tarantino không? Đúng không? Tarantino hay Tarantito gì đấy. Quentin ấy. Lão đấy làm phim nào cũng dị nhở. Tôi phải công nhận. Lão ấy làm phim đó tôi xem thấy dị. Kiểu những cái tình tiết mình không thể đoán trước ấy. Quentin Tarantino. Ông đấy vậy đúng kiểu. Không phải Folon Tilo. This is what I call a
Hay kinh quá nhỉ. Thế mới gọi là anh em ấy kinh. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. Anh em nào mà chưa xem bộ đấy thì nên xem, bởi vì là mà nhớ là đừng có xem spoiler trước. Xem đúng kiểu nó nhịp độ của phim ban đầu nó chậm rãi ấy. Nhưng mà càng ngày nó càng đẳng đẳng bù bù lờ mao. Dần dần mình không biết có chuyện xảy ra luôn. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. Hội này vẫn muốn quay trở lại cái chỗ Black Water để lấy cái số tiền mà cướp được ấy. Ta cướp được tiền nhưng mà chỉ có giấu đi thôi, không mang theo người được. Đấy, là bọn này vẫn đang muốn là quay lại cái chỗ cướp thất bại để lấy số tiền đấy. Nhưng mà Đức bảo là khi nào tôi bảo quay lại cũng được quay lại, bởi vì ở đấy bây giờ là toàn bọn cảnh sát Pinkerton thôi, thám tử Pinkerton. Mà nhắc với anh em một chút là tại sao trong con game này tại nhắc đến cái khái niệm là thám tử Pinkerton. Bởi vì là cái thời điểm này ở Mỹ, ở Hoa Kỳ là chưa có lực lượng cảnh sát gọi là chuyên biệt. Đó, mà cái lực lượng thám tử Pinkerton này là những cái lực lượng đầu tiên. Họ giống như kiểu cái nền móng đấy để tạo dựng lực lượng cảnh sát sau này. Bây giờ vẫn còn tổ chức đấy. Và sau khi mà con Red Dead Redemption 2 này ra xong thì tổ chức đấy đã từng kiện, định kiện cả Rockstar luôn. Bởi vì là Rockstar xây dựng hình tượng của họ ở trong mấy con game Red Dead Redemption 2 này theo cái phe ác quá. Toàn là phản diện kiểu vậy. Đấy, nói chung là thí dụ như là ở trong chúng ta chơi GTA thì chúng ta là thường là chúng ta sẽ bị cảnh săn đúng không? Thì đấy, thì ở trong cái con Red Dead Redemption 2 này chúng ta sẽ bị Pinkerton. Ông bảo tôi làm cái gì? Ôi chết rồi, nãy giờ mãi nói chuyện với anh em xong bây giờ thì lão này đã bảo tôi làm gì nhỉ anh em nhỉ? This is a good spot. Yeah, I must remember to thank Tom O'Driscoll. Nhiệm vụ là gì? Planning it out so well for us. And for providing all the explosives. Xuống đây thôi gì? Real generous of the fellow. Gọi ngựa lúc nào nhỉ? Từ đây không gọi được ngựa. Đặt thuốc nổ, đặt thuốc nổ đúng không? Mình xuống đây mình đặt thuốc nổ. How you getting on? Thằng Bin nó đến đây trước, đặt trước rồi. You sure? Of course. Trông lặc lè lắm. Cần tôi giúp không? All right. Go ahead and set up the detonator. Đặt kíp nổ cạnh tảng đá bên kia, ok. Okay, sure. Now just unscrew the wire. Tời dây ra xong gắn vào là được. Nhặt cuộn dây đã. Đây cũng là chính là số thuốc nổ mà băng Orisco nó định đặt đấy. Mình đến mình giết luôn đám kia xong mình ăn trộm thuốc nổ xong mình đến đây mình diễn lại kế hoạch của chúng nó luôn. Là thanh niên Com Orisco kia là cốc mò có sơi, người làm chó hưởng. Bao nhiêu công lại lên kế hoạch rồi các thứ bọn này nó cướp sạch. Rồi. Okay, this is good. Ý ông là chó à? Một cười. Đấy là người ta ẩn dụ thôi. Nói ẩn dụ thôi, cứ nói toạc bóng heo, chả hiểu. Có ý tí đi. Gọi người nào nhỉ anh em nhỉ? Ép đúng không? Sao tôi không gọi được? Hát à? Hát. Mình cứ ép. Tổ sư. Ngựa ơi. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Okay. But you, or you? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now.
Rồi, che mặt. Khẩu trang lên luôn. Khẩu trang đâu? Ơ. Ấn X chuyển giữa các loại đạn. Khẩu trang đâu anh em ơi? Ơ. Là đeo khẩu trang. That includes you, Archer. Em không biết đeo khẩu trang đâu anh ơi. Khẩu trang chỗ nào? À, bảng vật phẩm. À đây. Sao đây anh em nha. Khổ gì căng. Cướp thì cứ cướp, mi lại còn phải trợ sợ Covid. Chơi luôn. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Bà đâu? Chó nổ. Ơ, ô shit rồi. Đờ mờ ăn luôn rồi. Cái quá bố đời. Dịch sát nghĩa thế còn muốn thế nào? Đâu? Đâu? Mày đâu? À đây 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 đây. Trời luôn, một đâm, tốt, tuyệt vời. Được rồi anh em ạ. Chúng ta phải, tầm này chúng ta phải chơi nghệ thuật. Không phải chơi thao kiểu vừa va vẩn được. Phải nghệ thuật. Ồ, ủng láo tôi à. Láo. Thuật không muốn lại muốn. Lại muốn chết à? Đết ai của tao đây rồi con ạ. Ui xôi 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 ôi. Tuổi. What the hell? Shouldn't we push up? You don't rob a Leviticus cornball train. Lão. We have to stop this train. Không bao giờ có tuổi. How are you doing there? I'm okay. Còn ai? If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know. Just stay calm. Dừng tàu lại. Ôi trời, con bé. Buông tàu ra. Buông tàu ra. Buông. 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 Bắt bú mày này. Nhẹ nhàng. Thằng này chưa chết à?
okay? I think so. Good. Damn, he's got an arm! Who is this guy? Doing good, kid. Where the hell are the others? Nhóm Đức đến xử lý mấy thằng kia rồi. You two all right? Yes, let's get the money and go. Mắt tôi tinh lắm. Shit. Nhặt đạn đã. Listen to me. We don't want. Tôi không muốn giết bất kỳ ai trong các anh. Any more of you. I give you my word, but trust me. Bên trong vẫn còn người. À, bọn này là lính gác làm việc cho thằng Côn Gua. Chúng tôi có lệnh. 4 3 2 1. Có mở không? Không mở luôn kinh chứ. Lâu chưa lấy giấy tai. Mày có mở không? Có mở không? Không mở. À, nó khóa cửa anh em ạ. Đạn không xuyên được. Phải chơi thuốc nổ thôi. Chúng mày dám bố láo à? Không mở cửa à? Này thì không mở cửa này. Tới luôn. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Ôi xôi ôi. Đâu rồi? Các bạn từ đâu rồi? Ra đây. À, đầu hàng rồi hả? Tưởng thế nào? Chúng tôi chỉ muốn cướp của sếp các anh thôi. Look at this place. It's like a palace. Ui sổ khiếp, phòng giống như kiểu phòng giám đốc luôn ạ. Khiếp thế này thì đúng là tàu của thằng đại gia. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Như vậy là con game này còn được Việt hóa cả các tài liệu luôn anh em nhá. Lá thư gửi đến Levi Ticket con Gua từ công ty phát triển dầu mỏ Leland. Kính gửi ngài con Gua, chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán 2.000 đô cho đoạn thăm dò đầu tiên tại khu bảo tồn người da đỏ. Theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa Côn Gua, công ty Côn Gua và công ty phát triển dầu mỏ Leland năm 1898, sau khi nhận được tiền, chúng tôi tiến hành giai đoạn 2 và 3 của dự án, trình bày cho ngài một báo cáo chi tiết về những phát hiện của chúng tôi trong tháng. Trưởng bộ phận quan hệ đối ngoại công ty phát triển dầu mỏ Leland. À, như vậy là bọn này nó muốn thăm dò khoan dầu ở khu bảo tồn người da đỏ. Và nó sẵn sàng là xua đuổi người da đỏ khỏi cái vùng đất đấy chỉ để chúng nó khoan dầu. Đừng đấy. Dịch phi lợi nhuận luôn. Các anh em trong nhóm dịch là phi lợi nhuận nhưng mà vẫn rất có tâm. Chơi này chúng ta mới hiểu được cốt truyện chứ. Có thì... Đây, một bức thư khác. Cảm ơn về bức điện tím đã tiếp tục quan tâm đến công ty khai thác Jameson. Bất kỳ tin tức nào ngài nhận được về sự quản lý yếu kém hoặc khó khăn tài chính chỉ đơn giản là giả mạo. À,
Ngành công nghiệp than hoàn toàn khác với ngành công nghiệp dầu mỏ. Vì vậy tôi chắc chắn ngày vẫn sẵn sàng tham gia cuộc kinh doanh. Như vậy là thằng Côn Gua này là vừa muốn kinh doanh dầu và vừa muốn kinh doanh cái than. Đấy, kinh phết mối quan hệ nhiều. Nhiều tiền mà. Vừa muốn khai thác dầu vừa muốn khai thác than. These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end? Ngon, lấy được quả đồng hồ bỏ túi bạch kim luôn, ngon. Sang luôn. There must be something. Come on. Tại vì là con Red Dead Redemption này tôi thật với anh em luôn, để có thể việt hóa được nó cả một công sức cực kỳ kinh khủng đấy. Cái lượng thoại của nó cực kỳ nhiều và kể cả là các cái từ ngữ của nó cũng cũng rất nhiều từ lóng của dân cao bồi mà. Đây rồi, có cái két đây rồi. Để có thể dịch giết các thứ trong này chuẩn chỉ được là cả một cái công sức rất lớn của các anh em trong team The Red. Cho tôi gửi lời cảm ơn các anh em trong team The Red. Đã nhặt đống trái phiếu luôn, kinh chứ. Team nhiều người dịch mà anh thì tất nhiên. Nhưng anh em nói câu đấy nghe nó làm mất hết cả cái công sức ấy. Nhiều người dịch thì không phải là bỏ công à? Con này đương nhiên phải nhiều người dịch rồi, vì cái số lượng tách của nó hàng chục nghìn dòng, trăm nghìn từ. Bán trái phiếu kiếm tiền. Em cũng có dịch mấy đoạn. Anh Dũng. À thế là anh em danh Ben à? Thế à? Anh em danh Ben dịch đoạn nào đấy? Có phải là cái đoạn bỏ mẹ ôn lần rồi không? Nếu mà anh em có dịch đoạn đấy cho tôi gửi lời coi như là khen ngợi nhá. Cảm ơn anh em vì đã có những cái đoạn dịch cực kỳ bố đời. Ok, thế theo là bây giờ mình phải xử lý đám này à? Thôi mẹ, tha chúng nó đi. Dọa thôi. Lên tàu đi. Thôi anh em ạ, mình sống phải tích đức tí anh em ạ. Đi lên đấy. Cút. Ôi dồi 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 dồi, không hé răng. Thì lên nhanh lên. Lên mẹ mày đi. Kêu wiu. Ok, sao mình lại... Đây, 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 đây. Lấy đồ đã, lấy đạn đã. Trong này bắn nhau lúc sau hết đạn. Tôi phải thường xuyên nhặt đạn anh em ạ. Em dịch vài quét phụ và phần thử thách. Thế hả? Thế thì còn anh em nào là dịch cái phần mấy câu chửi đấy? Có khi là một chị em nào đấy chết. Nào nhầm thôi 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 thôi. Ê thì nhau ân ấn mì ăn nút rờ chết tôi không. Vứt chồng. Trong này có cái trò vứt. Vứt kiểu rất là phũ nhá. Rồi, khởi động tàu cho đi. Tha cho mấy thanh niên kia. Cho về. Mình chỉ lấy trái phiếu mang bán thôi. Đi tiền mang bán thôi. Lại tha. Cướp. Cướp giết. Cướp sát.
for Lord's sake, put that book away and go help. Đi đâu đây? Cả nhóm định di chuyển à? Chắc có xe rồi. Tầm này chắc di chuyển khỏi đây thôi. So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Thời tiết khá hơn. Ta vừa tấp một con tàu của thằng côn gúa. Tiền ở trong túi rồi. Điều tồi tệ quá hết rồi. Giờ chúng ta đi đâu đây? Ông Hoshi này là giống như kiểu là anh em xem bao công ấy. Thì ông Hoshi này giống như kiểu là công tôn sách ấy. I know you two like to talk about the good old days. Cả người am hiểu và cũng già nữa cho nên là mọi cái bước đi đều rất là cẩn trọng. Giống như kiểu là người cố vấn của cả team. Cảm ơn anh em một điều nhá. Quân sư. Chiu chiu. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Nói chung là tạm thời đi về. Đi về phía đông. Thời tiết nó cũng bắt đầu hết mùa đông rồi. Bắt đầu là cây xanh. Lấy 3 cục vàng mua súng mới báo tử đầu. Là sao anh em, 3 cục vàng nào? Ba cục vàng nào khẩu súng? Nào đi bố cái bánh xe rồi. Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. Game này với God of War 4 2018 rồi mà đồ họa vẫn đẹp, đúng mà. 4 năm tuổi rồi đấy anh em ạ. Đồ họa này là kinh rồi, mới cả thứ hai nó lên PC nữa. Lên PC thì bao giờ đồ họa nó sẽ nét hơn là chơi ở trên PlayStation anh em. Đây là con này tôi còn chưa mod mủng gì đấy. Bởi vì tôi nghĩ là với cái nền tảng đồ họa này là đủ rồi. Nó không phải như kiểu chúng ta chơi Skyrim hay là chúng ta chơi Fallout mà chúng ta phải mod đồ họa vào. Bởi vì nó rất là cũ rồi, cách đây hàng chục năm. Con này nó... Để max setting là ok rồi. DBRR2077 đồ họa cũng đẹp, ở đúng. GDG chứ riêng DBRR tôi phải khen đồ họa đẹp. Người da đỏ. We wouldn't have seen them. Poor bastards. Những kẻ khốn khổ đã đẩy đọa họ tới tận đây. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Bây giờ bên Mỹ còn người da đỏ không nhỉ anh em nhỉ? Tôi không sống đấy, tôi không biết. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Còn à? So, yes. Nhưng mà họ sống, họ sống ở đâu? Ví dụ như ở Mỹ thì họ thường tập trung ở bang nào hay là ở khu vực nào? Chắc là khu vực kiểu gần Mexico đúng không? Ôi sổ. Bị giết, bị cướp, dồn đến tận những nơi hẻo lánh.
Well, maybe it's not. Ở Alaska, Arizona, quận Cam là sao? Bắc Canada, trong bảo tàng. We don't. Spider Duchess talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Texas cũng có bạn em bên đó ở hả? Thế là những cái người mà ở bên Texas là đúng là kiểu như là con cháu của những người da đỏ chúng ta vừa nhìn thấy đấy. Sau cả trăm năm họ vẫn tồn tại được, thế là quá giỏi. Ừ, mà bây giờ tôi nghĩ có khi là lai nữa nhỉ? Kiểu da đỏ chắc là cũng phải lai chứ, lấy da trắng da chiếc cái đấy khéo bây giờ cũng mai một dần. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. Thanh niên Chắc là bố là người da màu. Xong rồi cũng bị kiểu đánh đuổi ấy. Bạn đang bị nóng kìa. Hiểu, để tránh quá nóng chắc chắn là mặc quần áo phù hợp với môi trường. Cởi ra luôn. 13 tuổi thanh niên Chắc đã phải sống tự lập. À, lúc đấy cũng là lúc mà Arthur được tìm thấy. Được cả nhóm tìm thấy là một tên du côn lang bạt. Wait. I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Như vậy là Arthur là cũng khoảng 13, 14 tuổi là bắt đầu gia nhập cái băng nhóm này. Lúc đấy là cũng lang thang, không có gia đình, gia điếc gì cả. Kiểu trộm vặt ấy. Được Đức đưa về nuôi. Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Một thị trấn không xa đây có tên Valentine. Cao bồi tội phạm gái gọi là hay đấy, hay. Cao bồi tội phạm không quan tâm nên có quả gái gọi hay đấy. Pinkerton có không? Mong là không. Horseshoe Overlook. Cả nhóm đang đến một cái khu vực có tên là Horseshoe Overlook gần cái thị trấn Valentine. Em có ông bạn đầu bên Mexico có ăn hết, trừ thịt chuốt ra không dám ăn, lòng gà lòng lợn ăn hết. Nó kiểu tự nhiên cái anh em gì comment lại làm tôi nhớ rồi. Tí nhắn tin cho Đạt, cho Vũ, cho Từ này. Hiểu. Đang chơi game. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. Em cũng là người da đỏ nhưng đỏ ở chỗ khác. Ừ đúng rồi, các chị em trên kênh nhé, tôi là cũng là người da đỏ, cũng có chỗ đỏ hòn. Mình có thể thu nhặt thực vật. Mỗi loại thực vật sẽ có đặc tính riêng, có thể ăn nhiếc được. Đây, cả nhóm mà chui vào trong này bắt đầu dựng trại đây đây. Nói chung là lần này chơi Việt hóa cảm giác chơi nó thanh thản hơn hẳn. Lần trước chơi cứ phải dán mắt vào để xem nó đang nói cái chuyện gì ấy. Xong rồi lại phải dịch cho anh em, nhiều khi dịch lại dịch sai ấy. Hoặc là chỉ dịch cái kiểu cho nó giữ được, khó giữ được cái ý ấy. Chỉ dịch kiểu dịch thô ấy. Bây giờ có Việt hóa rồi, nhiều khi mình đi ngựa là mình cứ lắng nghe họ nói chuyện với nhau. Cảm giác nó hay hơn rất là nhiều. Đỡ mệt mà cũng lại dễ hiểu hơn. Rồi, đến chỗ cắm trại cả nhóm rồi. Chúng ta đã sống sót.
Now, it is time to prosper. Giờ lúc kiếm tiền. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry. Tức là chính, chính là thằng trước đây là mình với cả Đức ở khu vực Blackwater đã kiếm được khá nhiều tiền rồi. Thế là thằng Mika lại rủ lão Đức để đi cướp cái chuyến phà. Thế là cướp bị thất bại, cảnh sát nó đuổi, thế là chạy. Thế là bao nhiêu tiền kiếm được của Blackwater để lại lấy hết. Khổ. Ông Hoshi cay. Bây giờ chúng ta bị kẹt đây hết sạch tiền. Còn cả một chặng đường với giấc mơ về miền Viễn Tây. Tôi biết, nhưng chúng ta an toàn rồi. Chúng ta sẽ kiếm chút tiền ở đây rồi lên đường. Đi vòng qua chúng, tới miền Tây. Vài tháng nữa thì mua được đất. Kế hoạch rất đơn giản. Giống kiểu là ra mắt thần trùng xong rồi đi du thuyền luôn đấy anh em. Thế gian này thiếu gì niềm an ủi. I'm going to head into the local town and you know. See if I can strike up a little business. Đây đây, thanh niên này vào trong thị trấn đây. Herr Strauss. Up for robbing banks to usury. Tôi vẫn khoái cướp ngân hàng. Dignified somehow. Now. Everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know. Ôi ôi, khiếp, từ từ đã, có em nào kia. But we are safe. Ôi, tự nhiên tôi nhìn thấy có em nào trong nhóm này đấy, thế mình không để ý nhỉ? So it is time. Trong lúc này có một em mỡ màng lắm. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trời ơi. Không biết ở đâu ra em này nhỉ? Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time. Lúc này ai phải kiếm tiền hết, nghe chưa? Earn their keep. There is a town little way down the track, name of Valentine. Đấy, thị trấn Valentine. Toàn bùn đất với mấy thằng ốc đất. Một chỗ hợp để bắt đầu. Chúng ta cần thức ăn. Hàng ngày phải có người đi kiếm thức ăn chứ. Tìm được thứ gì, mang về chia cho cả trại. À, tức là trại sẽ lấy phần trăm, giống kiểu đóng thuế. Mấy đứa con gái dựng lều cho anh rồi, anh bỏ gan đâu? Có đứa con gái dựng lều cho tôi đâu? Đâu đấy? Lều đã dựng đâu? It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Likey, con trai mới dựng lều chứ? Chết. Em Likey mất dạy quá. Không hiểu sao đây có bao nhiêu chị em mà anh em Like kia phải thốt ra câu đấy. Chương 2, Horseshoe Overlook. Một vài tuần sau. Ban luôn. Ừ nhỉ. Đúng anh em Lâm. Con trai chỉ lếu lều thôi chứ có dựng lều đâu. Been this far east in many a year. Dutch seems a little better. Arthur cứ thỉnh thoảng lại viết nhật ký. Mặc dù là sống ở trong coi như là môi trường trộm cướp nhưng mà vẫn kiểu vẫn viết văn viết vẫn nhật ký nhật cùng. Arthur. Jose. Trang sói mùng 2 tháng 5 tới xuống Hà Nội về ăn kiêng lại quá. Ôi dồi, thế mùng 2 tháng 5 thì Trang xuống đây làm gì đây? Vài thanh niên tới Valentine. Bill, Charles, Bin, Chuck, Xavier. Swanson tìm thấy thứ gì đó ở ga xe lửa ven hồ. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Em xuống ôm anh. Ôi ôi. And you? I'm gonna read a book. Có ôm cái khác thì ôm gì vậy? Chết. A thơ lầm đường lạc lối chứ không là sẽ có cuộc sống thành đạt với em người yêu cũ rồi. Nói thế nó vô cùng anh em. Biết trước đã giàu. What's going on? Nothing. À, có chuyện gì? Lần đầu tiên sau nhiều tuần chúng ta mới đang rảnh rỗi. Có thể tự lập kế hoạch cho tương lai của chính mình một lần nữa. Cậu hiểu không? I
Tôi hy vọng như vậy, Đức ạ. Hãy luôn vững tin, Arthur ạ. Tớ có mất bao giờ đâu. Đâu có em người tốt đấy đâu nhỉ? Chết, em người tốt đâu? Cho hỏi em người tốt đấy đâu cái? Ôi thôi. Em sao em này vừa mới thấy mình đến quạt quyết kinh này. Em này như là bồ của Đức đúng không anh em? Em này là bồ của Đức đấy, chị đại đấy, không đùa đâu, thôi. Đi ra tìm em kia. Bố láo với lại gì chết. À đây, ui xôi ôi. Hả? Anh chào em. Em đang làm gì đấy? Ui xôi ôi. Đây. Góc nhìn thứ nhất đi anh. Đấy. Chỉ thế là anh thôi. Này. Hơi mà trong team này có vẻ có mỗi em này là xinh nhất nhở. Trông mặt trông nét hơi già tí nhưng xinh. Ơ. Này. Mẹ thằng này vẫn bị trói đây à. Cái khổ vậy. Mẹ thằng này là thằng lên trước mình bắt ở trong cái băng nhóm thằng... Thằng kia kìa. My name ain't no concern. Khổ, vẫn bị chói à? Đói à? I don't give a damn. Tao đéo quan tâm. Ừ. Nhưng anh có vẻ là người tử tế. Thế thì mày đánh giá không tốt về tính cách rồi. Khổ, thanh niên kia ran được qua. Đói, nó không cho ăn. Ơ thế này thì mỗi lần muốn đi tè, đi ị làm nào nhỉ? Nó bệnh giả đây luôn à? Thối u mới chứ còn à? Nó mang gì cho nó ăn đi, khổ thân nó. Đây. Khi lấy một bát nước hầm, bạn cần đợi vài ngày trước khi có thể lấy được một bát khác. Đây. Ui. Ngon phết nhở. Ui xôi ôi. Ui. Thịt bò hầm với khoai tây cà rốt anh em ơi. Ui xôi ôi. Ngon lắm. Mình có nên đưa cho thằng kia ăn không nhở? Này! Ăn không? Này! Mình nghe tao đang cầm gì không? Ăn không? Ờ, tao ăn cơ, ờ. Ờ. Này, nhìn thấy gì không? Hả? Ờ. 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 Good ending đấy. Sao anh gần tôi thế? Làm nào được, tôi muốn mang cho nó ăn lắm nhưng mà không, nó không ăn đi chứ. Game nó không có lựa chọn cho ăn nhưng không, tôi đã ăn rồi. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Nói chung là băng cướp của Đức đến bây giờ là có chỗ dung thân rồi. Một phiên bản game Việt hóa cực kỳ hay. À, cạo râu, từ từ đã. Đấy. Râu đã. Quên, xem thế nào chứ. Tỉa như nào? Chiều dài của râu đây. Nó phải trẻ chứ. Gì à? Đấy. Ơ? Râu này đâu anh em ơi? Râu này đâu? Ơ? Này đi nhờ anh em nhờ. Ok. Chọn này. Ờ, quên. Đấy. Trông có vẻ giống kiểu Thanos đi. Anh em thấy quả cầm giống kiểu giống cầm Thanos không? Ui, nó phải như thuê. Rồi, đẹp rồi đấy. Bố của đẹp luôn. Abraham Lincoln.
Thôi anh em ạ, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Hôm nay tôi hơi mệt cho nên là hôm nay chúng ta chơi một ca thôi anh em ạ. Hẹn lại anh em ngày mai. Chúc anh em có những giấc mơ đẹp. Bye bye. See you again. Bye bye game.